Xin chào tất cả quý chị và các bạn nhé. Thì sáng sớm ngày hôm nay em sẽ lên sóng chi tiết cái mẫu xe BMW X5 mới về buổi chiều tối ngày hôm qua. Mẫu BMW X5 sản xuất năm 2005 này, tên tư nhân biển Thanh Hóa, gốc Hà Nội anh chị nhé. Với cái tông màu lông chuột rất là đẹp luôn, bản đủ này, có cả rửa đen, cửa sổ trời panorama, rất nhiều những tính năng rất là hay nhé. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cái mẫu xe BMW X5 này cho tất cả quý chị và các bạn cùng theo dõi tham khảo. Anh chị và các bạn, thì trước màn hình của quý vị anh chị, thì đây là cái mẫu BMW X5 mới về buổi chiều tối ngày hôm qua đây anh chị nhé. Được sản xuất năm 2005, đăng ký lần đầu là năm 2008, tên tư nhân biển Thanh Hóa, gốc Hà Nội. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc của Mỹ. Thì chiếc BMW X5 này là với cái động cơ là 3.0 dẫn động 4 bánh anh chị nhé, hai cầu dẫn động 4 bánh, số tự động, với tông màu lông chuột đây. Đăng kiểm đến tháng 8 năm 2020. Xe trang bị là cửa sổ trời panorama toàn cảnh này, rửa đèn này, tất cả những tính năng trên xe hoạt động gọi là trơn tru như là mới anh chị nhá. Đấy, ghế chỉnh điện như ghế 3 vị trí ghế này, giảm sóc, cân bằng điện tử này. Và xe đã lên một bộ mâm la răng của cái đời 2007, 2008, 2009 của form mới anh chị nhá. Đấy, la răng 5 chấu, chống rất là khỏe luôn. Đây, thì chiếc BMW X5 này là sản xuất năm 2005. Đấy. 5 ghế ngồi, gầm cao. Động cơ 3.0 anh chị nhá. Một chiếc xe là hoàn toàn không một lỗ nhỏ luôn, nội thất da zin nguyên bản theo xe. Thì xe đang được bên em bán mức giá rất là hợp lý cho anh chị nào về sưu tầm cái mẫu BMW X5 này. Đấy, form dáng của nó cũng rất là đẹp, khỏe khoắn, chắc chắn. Đấy, gọi là chắc như nắm cơm đấy ạ. Cái dòng BMW X5 này thì bên em bán rất là nhiều, bán cực kỳ nhiều luôn. Thì đang được bên em bán mức giá là 298 triệu bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho anh chị ở xa. Đấy, con này là được cái là nó có cái gọi là nó thì nhà gốc Hà Nội, nên là anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh này hoặc là Hà Nội về biển ấy thì sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển như những cái chiếc xe biển tỉnh khác đâu anh chị nhá. Đấy, nên nó rất là hợp lý cho anh chị nào mà muốn về thủ đô hay là muốn về thành phố Hồ Chí Minh. Đó, sơn phi một lông chuột rất là đẹp này. Đấy, xe trang bị rửa đèn này, hai bên đấy chị nhé, hoạt động bình thường. Đấy, đèn pha, tất cả xe cam kết với chị là hoàn toàn không tai nạn đâm vai cả. Sơn phi rất là đẹp luôn, form dáng thẳng căng luôn chị nhé. Đấy, tông màu lông chuột đây, la răng đúc 5 chấu của đời cao, đời mới. Sơn phi khá đẹp. Đó, gầm bệ rất là chắc chắn nhá, giảm sóc giảm xước, rất là cái hệ thống giằng gầm của nó, hệ thống treo của nó cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, cực kỳ chắc chắn luôn chị nhá. Xe dẫn động này, 4 bánh luôn anh chị nhá. Đó, các bác nhìn này, gầm bệ đó chưa, khô doang luôn. Đấy, không một giọt dầu nữa chị nhá. Đấy, ống xả kép này, hai ống xả này hai bên. Đó, hệ thống gầm của nó đây, cốp thì cốp mở điện anh chị nhá. Đấy, màn hình camera lùi đầy đủ rồi. Cái màn hình là camera lùi là người ta lắp thêm anh chị nhé, vì cái con dòng này nguyên bản của nó là sẽ không có cái chi tiết đó. Đấy, ghế chỉnh điện này, đó gì này, thì chúng ta cứ để cốp đằng sau, chúng ta để đồ chẳng hạn, chúng ta có thể cho ghế lên, ật ghế lên thì chúng ta thao tác ở đằng sau nó đơn giản hơn rất là nhiều. Đó, sàn nỉ đây các bác nhìn nhé, nguyên bản hết. Đấy, tất cả nguyên bản hết anh chị nhé. Đó, lỉ rất là sạch sẽ luôn, không hề chở đồ đạc gì cả. Đấy, cốp kiếc đây, la răng đúc theo xe này, ra răng đây, bình ắc quy ở dưới rất là mới luôn. Đó, đồ này, đầu ngà kích kiếc này đầy đủ nhé. Đó, đây mở điện ở đây đấy này. Đó chị nhé, đây, cốp của nó mở ra sẽ như thế này. Đó, cái thanh mở cốp, phím mở cốp của nó đây, cốp dưới ở đây nhá anh chị nhá, còn cốp trên thì nó là cái phím hai phím này. Cốp đấy, nội thất da đấy, da nguyên bản theo xe đây anh chị nhá. Đấy, da nguyên bản theo xe này, trong này còn mới tinh luôn, chưa sờ gì vào luôn này. Đấy, cái này là để cho gì đây, không biết, không chưa hình dung ra. Đấy,
da rất là đẹp luôn đấy, da đen này, nguyên bản nhé, của nhà sản xuất nhé, không phải nào da bọc lại đâu, da xịn đấy. Lăm ghế da xịn luôn. Đấy, sàn nỉ này, nguyên bản theo xe, cực kỳ sạch luôn. Sạch bong luôn chị nhá. Đó. Đây. Chủ xe rất là giữ gìn cẩn thận luôn. Xe này trang bị 3 luồng điều hòa riêng biệt nhé. Một luồng điều hòa phụ đằng sau và 2 luồng điều hòa chính ở trên. Đấy. Túi khí an toàn quanh xe luôn. Đây, ghế chỉnh điện đây, các kiểu vào đây chị nhé. Đấy. Cửa sổ trời panorama toàn cảnh đây. Đó. Bốn kính chỉnh điện auto, rèm riếc che nắng này. Đó, nguyên bản hết. Bốn cánh anh chị nhá. Đó. Trời hơi mưa nên em đóng cái rèm này vào cho anh chị cùng xem này. Đó các bác nhá. Chạy rất là trơn tru luôn. Đây, chúng ta đóng tiếp một cái ghế rèm nữa nhá. Đây các bác nhìn gần gì. Đó. Rất là mượt mà luôn, rất là đẳng cấp anh chị nhé. Đó. Cửa sổ trời panorama toàn cảnh. Vô lăng tích hợp chế độ rảnh tay, nghe gọi, nhận biết giọng nói này. Rất là nhiều tính năng này. Bên này là phần cruise control này, ga tự động này. Đó, chạy cao tốc rất là sướng luôn vì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Bốn kính chỉnh điện auto luôn anh chị nhé. Đấy. Gương chỉnh điện này. Đó. Bên vô lăng gật gù. Đó. Đó. Âm thanh của con này nghe thì cực hay rồi. Đây, chủ xe đã lắp thêm một cái màn hình cảm ứng này. Đó. Những tính năng của trên xe này rất là nhiều luôn. Đấy. Bao nhiêu? Cốp kiếp là chung là độ chất của này nó đẹp lắm, độ chất nó của nó là đen cườm luôn, đen ga, da xịn luôn, da nguyên bản theo xe anh chị nhá. Da nguyên bản theo xe luôn, giá bên em bán 298 triệu bao hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho anh chị. Đó. Anh chị nào quan tâm thì alo cho em. Các bác nhìn này, da riết da rẻ này. Nguyên bản luôn. Nguyên bản luôn anh chị nhá. Đó. Nguyên bản theo xe luôn. Bây giờ sẽ giới thiệu phần khoang máy động cơ cho anh chị và các bạn. Máy nổ thì thầm luôn. Đây. Đây các bác nhìn này, sàn nỉ này. Nguyên bản đấy. Nguyên bản theo xe chứ. Đó, rất là sạch sẽ luôn. Chủ xe rất là cẩn thận, giữ gìn. Đấy, cái sàn lỉ các bác không phải là ai giữ được những cái lỉ như này đâu. Nó sẽ trùm da lên. Đấy, nhớ ghế ba vị trí này, bơm ghế các kiểu này. Đấy. Nhớ ghế ba vị trí ghế này. BMW X5 sản xuất năm 2005, đăng ký năm 2008, tên tư nhân ở Thanh Hóa. Gốc Hà Nội. Đây các bác nhá. Xe vừa về chưa dọn dẹp gì cả. Đấy, không rửa máy, chưa rửa máy rửa miếng gì cả đâu anh em nhé. Và là sẵn bán cho chị luôn. Và không phải làm một bất kỳ hạng mục gì cả. Đó. Máy Y6 này, dẫn động 4 bánh luôn đấy chị nhá. Hai cầu. Vô đối khỏe, vô đối luôn. Máy rất là khỏe luôn. Đấy. Vệ sinh cái này trong xịt bóng bóng này là ok thôi. Vì nó chả có dầu mỡ gì cả. Đây là chỉ là bụi bẩn thôi chị nhé. Nó chỉ là bụi bẩn thôi. Cam kết với chị là hoàn toàn không tai nạn đâm vai cả. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Đó. Một cái mẫu xe đáng để anh chị về sưu tầm với chị nhé. BMW X5. Đó. Anh chị nào quan tâm mẫu này thì alo cho em. Số điện thoại là 0358 286 286. Em Quang Hải Dương nhé. Đấy.